xuyên suốt chiến tranh thế giới thứ hai. Các cường quốc phương Tây cùng với sự phát triển vượt bậc về khoa học công nghệ đã cho ra đời hàng loạt những vũ khí tối tân. Nếu như Đức có siêu phẩm Hohenhorn 229 hay bom bay V2, Hoa Kỳ sở hữu P-51 Mustang huyền thoại, thì phía bên kia đại dương, đế quốc Nhật Bản, một bên tham chiến của phe trục, cũng tiến hành thử nghiệm rất nhiều công nghệ mới thông qua cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại. Trong đó có những vũ khí thậm chí chưa từng được công bố. Vậy, những vũ khí đó là gì? Hãy cùng với kiến thức quân sự tìm hiểu ngay trong chuyến hành trình ngày hôm nay. Cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, khi mà đa số nhiều quốc gia châu Á đều đang giữ chế độ phong kiến lạc hậu, thì đế quốc Nhật Bản đã bắt đầu vươn lên giữ vị trí cường quốc hàng đầu châu lục sau cuộc cải cách minh trị. Đặc biệt, kể từ năm 1905, khi đánh bại đế quốc Nga trong cuộc đại chiến đầu tiên của thế kỷ 20 nhằm giành quyền kiểm soát Mãn Châu cũng như Triều Tiên. Mặc dù trong chiến tranh thế giới thứ nhất, Nhật thuộc phe hiệp ước, nhưng đến chiến tranh thế giới thứ hai, thì lòng trung thành của nước Nhật đã có sự dịch chuyển khi hòa ước Versailles bị Hitler xóa sổ. Từ những năm 1930, xứ sở Mặt Trời Mọc bắt đầu thực hiện hàng loạt chiến dịch nhằm chủ động khẳng định sức mạnh tại vùng biển Thái Bình Dương. Thời kỳ này, xứ sở Phù Tang liên tiếp đạt thêm nhiều thành tựu vượt trội về cả sức mạnh công nghiệp lẫn khoa học công nghệ nhằm bắt kịp các nước phương Tây. Cho tới năm 1920, ngành công nghiệp Nhật Bản chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, khoảng 23% tổng GDP, có thể sánh ngang với các cường quốc châu Âu như Anh, Pháp và Đức. Tuy nhiên, những gia tộc lớn nắm trong tay nhiều tập đoàn độc quyền ở nước này như Mitsubishi, Mitsui bắt đầu nhận ra sự thiếu hụt nguyên liệu để phục vụ sản xuất công nghiệp. Để giải quyết vấn đề nan giải đó, chính phủ Nhật Hoàng quyết định chọn giải pháp đi xâm lược hàng loạt nước láng giềng và xa hơn là toàn bộ châu Á nhằm hai mục đích. Thứ nhất, xứ sở Mặt Trời Mọc sẽ tạo ra lãnh thổ vòng ngoài bằng hệ thống thuộc địa nhằm bảo vệ chính quốc từ xa. Thứ hai, vơ vét tài nguyên cho ngành công nghiệp đang lớn mạnh từng ngày và vô cùng đói khát của họ. Để thực hiện hóa tham vọng điên rồ này, chỉ trong vòng 10 năm sau, Nhật Bản đã xây dựng được lực lượng quân đội khổng lồ, đặc biệt hiếu chiến cũng như trung thành tuyệt đối với Thiên Hoàng. Đến năm 1939, với quân đội hùng hậu, Nhật Bản đã đủ vai vế để chung mâm với các nước phát xít thuộc phe trục, bao gồm Đức, Italia. Giai đoạn đầu của cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại, Nhật Bản đã chiếm gần hết khu vực Đông Á, tấn công cả quân đội Mỹ trong trận Trân Châu Cảng. Trước khi đầu hàng phe đồng minh, Nhật Bản đã có tới 6 triệu binh sĩ phục vụ ở 3 quân chủng, bao gồm hải quân, lục quân và không quân. Thời điểm đó, hệ thống quân đội được tổ chức cực kỳ chặt chẽ với trang bị vũ khí tiên tiến hàng đầu thế giới. Đặc biệt là nhiều loại vũ khí cảm tử hay thậm chí có cả vũ khí để thực hiện chiến tranh sinh học, hóa học. Và tất nhiên, tất cả những loại vũ khí này đều không tuân theo những hiệp ước hòa bình. Hơn thế, họ còn cho rằng vũ khí càng bị cấm thì tác dụng trong chiến tranh càng hiệu quả. Từ đó hàng chục, hàng trăm loại vũ khí trên trời đã được chế tạo, mang vào thử nghiệm ngay trên chiến trường. Nếu như đồng minh Đức Quốc xã có hệ thống tên lửa V2 luôn hướng về xứ sở sương mù, thì Nhật cũng trang bị cho riêng mình hệ thống vũ khí trả đũa tương tự. Tuy nhiên, thay vì phát triển tên lửa xuyên lục địa, các nhà quân sự ở đất nước Mặt Trời Mọc đã đề xuất ý tưởng khá kỳ lạ, đó chính là khinh khí cầu mang bom. Đội ngũ nhà khoa học thuộc Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Kỹ thuật Quân sự số 9 thuộc Quân đội Phát xít Nhật qua nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những luồng gió xoáy ở độ cao gần 10.000 mét cho phép đẩy những quả khí cầu được bơm khí hydro sẽ bay đến tận Bắc Mỹ. Vì thế họ đặt tên cho thứ vũ khí bom bay này cái tên Fugo, nghĩa là vũ khí mượn sức gió, để thực hiện đòn tấn công trả đũa. Và đây chính là thứ vũ khí bí mật đầu tiên trong danh sách này. Nhờ sử dụng các bao cát để giữ thăng bằng kèm một đồng hồ kiểm soát độ cao với những quả bom được treo vòng quanh, các khinh khí cầu sẽ mất từ 30 cho đến 60 giờ để bay tới bờ biển xứ sở cửa hoạt. Cụ thể hơn, những quả khí cầu sẽ mang theo nhiều quả bom cháy bên dưới, vượt quãng đường hơn 8.000 km nhờ nương theo dòng tia jet stream hay cơn gió mạnh từ hướng Tây thổi trên cao, rồi vượt đại dương tới phía bên kia. Đây được đánh giá như một loại vũ khí giá rẻ vượt trội, chế tạo với mục đích kích nổ tại các khu vực rừng rậm Tây Bắc Thái Bình Dương, tạo nên những đám cháy rừng lớn và phân tán nguồn nhân lực của Hoa Kỳ.
Đến nay, Pugo được đánh giá là dự án tấn công quân sự khá táo bạo và thông minh của người Nhật trong Thế chiến thứ hai. Trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, quân đội Nhật đã bí mật sản xuất hàng ngàn quả khí cầu nhẹ nhưng bền chắc từ loại giấy bằng gỗ dâu tằm để mang theo các vũ khí như mìn sát thương 15kg, các quả bom cháy loại 5kg hay 12kg. Những quả khí cầu đầu tiên bắt đầu được thả đi thời điểm cuối năm 1944, hạ cánh đến Mỹ ngày 5 tháng 11 tại ngoại vi San Pedro, California. Những chiếc tiếp theo bay được xa hơn tới Thermopolis, Wyoming, một số chiếc còn lại hạ cánh tại Canada. Ngày 5 tháng 3 năm 1945, 6 người Mỹ đã bị giết bởi một trong số những quả khí cầu này tại Oregon, trong khi họ đang cố lôi nó về trang trại. Khi phát hiện loại vũ khí nguy hiểm bên phía phát xít Nhật, chính phủ cũng như quân đội Mỹ ngay lập tức đã ban hành lệnh nghiêm cấm báo chí đưa tin về vụ nổ nhằm ngăn ngừa sự hoảng loạn lan nhanh trong cả nước. Khi mà giờ đây, lãnh thổ của người dân xứ sở cờ hoa không còn được an toàn nữa. Mặt khác, ngăn không cho người Nhật biết rằng các vũ khí thử nghiệm của họ trên thực tế đã bay đến được Hoa Kỳ. Cho tới mãi, đến sau khi chiến tranh kết thúc, thì công chúng Mỹ mới biết được thông tin về những quả khí cầu này. Ngày 10 tháng 3 năm 1945, tức là 5 tháng trước khi Thế chiến thứ 2 kết thúc, với hai quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản suýt nữa đã có thể đặt dấu chấm hết cho công trình sản xuất vật liệu phóng xạ cho hai quả bom nguyên tử chuẩn bị ném xuống nước này. Một quả khí cầu mang theo bom được thả vào luồng gió xoáy đã âm thầm bay vào lãnh thổ Hoa Kỳ, thậm chí đã sắp sửa đánh sập mạng lưới điện cung cấp cho nhà máy xử lý plutonium ở Hanford, bang Washington. Thử tưởng tượng, nếu phi vụ này thành công, lịch sử thế giới có lẽ sẽ thay đổi theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Vậy theo các bạn, đã có bao nhiêu quả khí cầu hoàn thành được nhiệm vụ bay tới lãnh thổ xứ sở cờ hoa trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai? Đáp án A 50, đáp án B 100, đáp án C 200 và đáp án D 250. Thời gian đã kết thúc, các bạn hãy comment đáp án của mình xuống dưới và cùng xem đến cuối video để được giải đáp nhé. Quay trở lại với nội dung chính, thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, đạo quân Quan Đông thuộc biên chế quân đội đế quốc Nhật Bản được biết tới như một trong những đội quân thiện chiến và hung bạo nhất thế giới. Tuy nhiên, ít người biết rằng ẩn sâu trong đạo quân này đã tồn tại một đơn vị sinh hóa tuyệt mật với nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển vũ khí sinh học cho mục đích quân sự lâu dài của Tokyo, đi ngược lại tất cả các hiệp ước hòa bình thế giới. Được đích thân đại tá Chikahiko Koizumi, Bộ trưởng Bộ Y tế Nhật Bản đứng ra thành lập vào năm 1932, cùng tên gọi chính thức là Cục Phòng chống dịch bệnh và xử lý nguồn nước, với phiên hiệu quân sự là Unit 731 hay Đơn vị 731, cùng nhiệm vụ chủ yếu nghiên cứu ra vũ khí sinh học bí mật. Và đây chính là vũ khí bí mật thứ hai có trong danh sách ngày hôm nay. Đội quân đặc biệt này được biên chế vào thành phần đạo quân Quan Đông do Trung tướng quân y Shiro Ishii chỉ huy tại thời điểm cao trào của chiến tranh thế giới thứ hai, nhằm tạo mặt bằng cho việc trú đóng của đơn vị 731 trên đất Trung Quốc. Hơn 300 ngôi nhà của cư dân địa phương đã bị đốt trụi, thay thế bằng 160 khối nhà mới hình thành bản doanh cho đơn vị sinh học bí mật. Trụ sở đơn vị 731 đặt tại làng Pinfan, ngoại vi thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang. Đơn vị 731 biên chế gồm 3.000 quân, chủ yếu là các nhà nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sinh hóa và các y bác sĩ quân y, được phân chia thành 3 biệt đội độc lập. Biệt đội thứ nhất mang phiên hiệu 100, được biên chế hơn 800 người, chuyên nghiên cứu kế virus và côn trùng, mang các mầm bệnh như dịch hạch, kiết lỵ, bệnh than, thổ tả, sốt phát ban, thương hàn, lao, giang mai, đồng thời tiến hành các nghiên cứu dược lý của các chứng bệnh nêu trên đối với cơ thể con người. Biệt đội thứ hai mang phiên hiệu 102 với hơn 1.000 người, tham gia vào việc nghiên cứu và sản xuất vũ khí sinh học nói chung. Biệt đội 103 còn lại chịu trách nhiệm chế tạo các loại vi khuẩn và điều chế vaccine. Ngoài ra, trong biên chế của đơn vị 731 còn có một phân đội nhỏ đặc biệt chuyên trông coi các sinh vật thí nghiệm như thỏ, lợn, chuột, bọ chét, thậm chí là cả con người. Giữa các tòa nhà của biệt đội này có một khu hỏa táng để đốt xác các vật thí nghiệm, trong đó có cả con người tử vong. Nạn nhân được đưa tới phục vụ trong các chương trình thí nghiệm của 731 thường bao gồm tù binh chiến tranh hay dân thường bị bắt giữ trái phép. Họ phải trải qua những thực nghiệm tàn khốc xem cơ thể con người có thể chịu được bao lâu, như phơi nắng, ngâm mình trong băng giá, không cho ăn uống, tra tấn bằng điện. Tệ hại hơn, các nạn nhân còn bị phẫu thuật lấy đi những bộ phận trong cơ thể mà không gây mê, nhằm nghiên cứu sự phát triển tế bào mô lây nhiễm từ các mầm bệnh tương ứng. Rồi các nhà khoa học trong lốt quân phục đơn vị 731 mặc kệ số phận sau đó của nạn nhân,
do họ có thể bị thương nặng hoặc nhiễm trùng vết thương dẫn tới thiệt mạng. Từ năm 1937 cho đến khi chiến tranh kết thúc, phát xít Nhật đã thử nghiệm qua nhiều loại vũ khí sinh học, bao gồm cả bom chứa khuẩn que làm rụng lá cây, một trong những tiền thân của chất độc da cam, hay bom dùng để lây lan dịch bệnh. Có thể nói, Unit 731 được coi là tổ chức tương tự như những đơn vị đặc biệt hay trại tập trung bên phía Đức Quốc xã, nơi chuyên nghiên cứu và phát triển vũ khí sinh hóa. Họ đã từng thực hiện các thí nghiệm trên cơ thể người bằng các tác nhân gây bệnh dịch hạch, bệnh tả, đậu mùa và nhiều bệnh truyền nhiễm khác. Quân đội Nhật sử dụng những loại bom mang mầm gây bệnh nhằm khởi động các cuộc tấn công sinh học. Mục tiêu chủ yếu là thông qua lương thực, nguồn nước để gây bệnh khu vực dân cư, quân sự, làm tê liệt đối phương. Trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến trên mặt trận Thái Bình Dương, khi mà đứng trước nguy cơ quân Nhật thất trận, tướng Shiro Ishii đã cho đặt mìn phá hủy toàn bộ các cơ sở thuộc đơn vị 731, hòng tiêu hủy bằng chứng nghiên cứu phát triển vũ khí sinh học, che đậy tội ác với thế giới. Theo cuộc hội thảo quy mô quốc tế về tội ác chiến tranh sinh học tổ chức năm 2002 ở Helsinki, Phần Lan, số nạn nhân thiệt mạng vì quân phiệt Nhật Bản tiến hành thử nghiệm cấy vi khuẩn trong Thế chiến thứ hai lên tới khoảng 580.000 người. Riêng quá trình nghiên cứu và sử dụng vũ khí sinh hóa của đơn vị 731 đã gây ra cái chết của hơn 200.000 nạn nhân. Một số nhà sử học còn cho rằng Nhật Bản từng muốn dùng phi đội thần phong để thả các quả bom chứa bọ chét mà mầm bệnh xuống Mỹ vào mùa hè năm 1945. Nếu kế hoạch này được thực hiện, có lẽ chiến tranh thế giới thứ hai vẫn sẽ kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa và thiệt hại cho phe đồng minh là không thể ước tính được. Cùng với vũ khí sinh học thì mật mã học cũng là một lĩnh vực được các siêu cường chú tâm phát triển trong khoảng thời gian chiến tranh thế giới thứ hai cho tới ngày nay. Trong phần lớn thời gian phát triển của mình, ngoại trừ vài thập kỷ trở lại đây, lịch sử mật mã học chính là lịch sử của những phương pháp mật mã học cổ điển hay các phương pháp mật mã hóa với bút và giấy, đôi khi có hỗ trợ từ những dụng cụ cơ khí đơn giản. Vào đầu thế kỷ 20, sự xuất hiện của các cơ cấu cơ khí và điện cơ đã cung cấp những cơ chế phức tạp và hiệu quả hơn cho việc mật mã hóa. Sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của ngành điện tử và máy tính trong những thập kỷ gần đây đã tạo điều kiện để mật mã học phát triển nhảy vọt lên một tầm cao mới. Bên cạnh đó, sự lớn mạnh của mật mã học luôn luôn đi kèm với sự phát triển của các kỹ thuật phá mã. Các phát hiện và ứng dụng của các kỹ thuật phá mã trong một số trường hợp đã có ảnh hưởng đáng kể đến các sự kiện lịch sử. Cỗ máy Enigma của quân đội Đức có thể là công cụ mã hóa nổi tiếng nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai, đã gây ra không biết bao nhiêu khó khăn cho quân đội đồng minh. Nhưng đồng thời nó không phải là cỗ máy duy nhất. Năm 1937, quân đội phát xít Nhật, đồng minh của Đức Quốc xã, đã phát triển cỗ máy 97 Shiki Obun Inziki, hay là 97 Alphabetical Typewriter. Người Mỹ đặt biệt danh cho nó là Purple, mang ý nghĩa là cỗ máy màu tím, với tầm quan trọng và bí mật không kém hơn đơn vị 731 hay bom Fugo. Đây là loại vũ khí thứ 3 trong danh sách những khí tài bí mật được quân đội Nhật phát triển. Cỗ máy này bao gồm hai bàn phím và một hệ thống đĩa quay, cùng với bảng mạch 25 cặp ký tự. Tương tự như máy Enigma, bàn phím thứ nhất được dùng để nhập văn bản chưa mã hóa bằng tiếng Anh, ký tự Romaji, La Mã hoặc trộn lẫn với nhau. Tuy nhiên, nếu như máy Enigma biểu thị văn bản dưới dạng nhấp nháy của các đèn, thì máy Purple sử dụng một bàn phím điện thứ hai. Bàn phím này sẽ gõ các dòng chữ đã mã hóa vào trong một mảnh giấy. Công việc mã hóa được thực hiện bởi 4 đĩa quay và bảng mạch chứa 25 ký tự này sẽ ngẫu nhiên sắp xếp thành 6 cặp kết nối và tạo ra 70.000 tỷ cách sắp xếp khác nhau. Chẳng những nó có thể mã hóa với nhiều cách, mà máy còn đi kèm với một chuỗi ký tự bí mật để giải mã. Chuỗi này sẽ được thay đổi hàng ngày, nên dù địch có đánh cắp được máy Purple thì cũng không thể giải mã được nếu không có chuỗi ký tự nêu trên. Người Nhật tin rằng mật mã được gửi từ máy Purple là không thể phá vỡ hay hóa giải tại thời điểm đó, thậm chí là đến khi chiến tranh kết thúc. Tuy nhiên, người Đức đã cảnh báo đồng minh của mình về việc Hoa Kỳ không ngừng nghiên cứu các phương pháp để có thể hóa giải cỗ máy này. Hans Thompson, một nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Đức ở Washington DC, đã gửi một thông điệp cho Joachim von Ribbentrop, Ngoại trưởng Đức, thông báo rằng người Mỹ đã đánh bại người Nhật trong mật mã ngoại giao. Ngụ ý là mật mã tím của quân đội phát xít Nhật đã được giải mã thành công. Những thông điệp cảnh báo đã ngay lập tức được chuyển tiếp đến người Nhật, nhưng việc sử dụng mã vẫn được quân đội Nhật sử dụng cho tới khi chiến tranh kết thúc. Nhờ vào việc này, quân đội Mỹ cũng như phe đồng minh đã giải mã được rất nhiều thông tin, điện tín quan trọng bên phía Nhật, đặc biệt là các chiến dịch thuộc hạm đội Liên Hợp, gây ra những tổn thất quan trọng cũng như góp phần đẩy nhanh quá trình kết thúc chiến tranh.
không chỉ thể hiện trí tuệ vượt thời đại qua việc chế tạo ra bộ mắt Purple, mà người Nhật còn nổi tiếng bởi lòng dũng cảm phi thường. Đặc biệt là khi nhắc tới chiến thuật cảm tử thần phong gắn liền với mẫu máy bay tiêm kích huyền thoại Zero. Tuy nhiên đây lại không phải là mẫu máy bay mà ban đầu quân đội Nhật Hoàng dự định sử dụng cho chiến thuật thần phong, mà là chiếc Yokosuka MXi-7 Oka. Oka cũng có nghĩa là hoa anh đào. Người phương Tây gọi bằng cái tên Bomba K, nghĩa là gã ngốc. Oka chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 9 năm 1944 và được chế tạo theo nguyên tắc dùng càng ít vật liệu càng tốt để chủ yếu phục vụ nhiệm vụ cảm tử. Đây thực chất là một tên lửa chống hạm có người lái chứ không phải máy bay chiến đấu. Trong tác chiến, Oka được đính vào bên dưới thân máy bay mẹ Mitsubishi G4M. Khi đến gần mục tiêu, nó sẽ được kích hoạt và phi công cố gắng lượn tới càng gần mục tiêu càng tốt trước khi tên lửa khởi động và phát nổ khi chạm tới mục tiêu. Oka được trang bị một đầu đạn nặng xấp xỉ 1.200 kg với tốc độ dữ dội khi di chuyển. Oka dường như không thể bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không. Biến thể duy nhất đã đi vào phục vụ là Model 11, được trang bị 3 động cơ phản lực kiểu 4 Mark 1 Model 20. Đã có 155 chiếc Oka Model 11 được chế tạo ở Yokosuka và 600 chiếc khác được chế tạo ở xưởng không lực hải quân tại Kasumigaura. Phiên bản Model 11 thiết kế khá gọn với những cánh lái bằng gỗ. Do được trang bị 3 động cơ phản lực nên Model 11 có vận tốc rất lớn nhưng tầm hoạt động lại ngắn. Đây là vấn đề lớn vì nó yêu cầu cần một máy bay mẹ bay chậm và nặng nề để tiếp cận mục tiêu. Điều này khiến nó dễ bị tổn thương bởi các máy bay tiêm kích phòng thủ và cũng là lý do chính khiến quân đội Nhật chuyển sang dùng máy bay tiêm kích Zero. Có một biến thể thí nghiệm của kiểu này mang số hiệu 21. Nó có những cánh thép mỏng và được sản xuất bởi Nakajima. Tuy nhiên rất khó để điều khiển hướng bay chính xác. Trong khi lao vào mục tiêu, việc ngăn chặn quả tên lửa là gần như không thể bởi tốc độ cao 649 km/h khi bay ngang và 927 km/h hoặc thậm chí là 1046 km/h khi bổ nhào. Các phiên bản sau được thiết kế để phóng từ căn cứ không quân ven biển và các hang động và thậm chí từ tàu ngầm có trang bị máy phóng, mặc dù không cách nào thực sự được sử dụng. Các chiến tích của Oka được ghi nhận bao gồm 7 tàu chiến Mỹ bị hư hại hoặc bị đánh chìm bởi Oka trong suốt cuộc chiến. USS Manus Abel, số hiệu DD-733, là con tàu đầu tiên của đồng minh bị đánh chìm bởi Oka tại khu vực gần Okinawa ngày 12 tháng 4 năm 1945. Cùng với lực lượng hải quân, thì bộ binh cũng là thành phần được các cường quốc đặc biệt quan tâm phát triển trong giai đoạn tiền cũng như xuyên suốt chiến tranh thế giới thứ hai. Nhật Bản hiểu được điều đó. Tuy nhiên thay vì chạy đua chế tạo những loại tăng siêu lớn, hỏa lực mạnh như hàng loạt quốc gia khác, thì xứ sở mặt trời mọc lại được coi như nước duy nhất không có ý định sản xuất phương tiện như vậy. Lý do được đưa ra bởi một trong những thách thức của quân đội Nhật trong hoàn cảnh chiến đấu tại thời điểm đó là việc di chuyển những thiết bị cơ giới hạng nặng như xe tăng từ đảo này đến đảo khác. Vì vậy, việc di chuyển nhiều cỗ xe tăng hạng nặng không được coi là một ý tưởng khả thi. Bên cạnh đó, họ thường xuyên di chuyển, càn quét cũng như duy trì lực lượng thường trực trên nhiều thuộc địa thường xuyên. Trước tình thế khó khăn đó, một giải pháp điên rồ được người Nhật đề xuất là biến chiếc xe tăng thành loại vũ khí biết bay thay vì chỉ chạy trên mặt đất. Theo ý tưởng, đây sẽ là những chiếc xe tăng hạng nhẹ với cách gọi đơn giản xe tăng bay. Khác biệt duy nhất so với những cỗ chiến xa trên mặt đất là việc bộ ổn định bay và cất cánh của nó có thể được tháo rời. Tuy nhiên, không có đường băng nào có thể chịu nổi cú hạ cánh của chiếc xe này, nên nó còn được bổ sung thêm ván trượt bên dưới để hạ cánh. Một khi tháo các thành phần bay ra, nó lại trở về hình dáng một chiếc xe tăng để chiến đấu dưới đất. Còn khi bay, nó vẫn có thể được dùng như một chiếc tàu lượn ném bom các mục tiêu dưới đất. Theo kế hoạch, quân đội Nhật đã chuẩn bị chế tạo một vài mẫu xe tăng bay, bao gồm những chiếc Meda Q-6 và Special Nova Flying Tank hoặc Kuro. Trong đó, mẫu Meda Q-6 được hoàn thành năm 1945 với chỉ duy nhất một bản thử nghiệm. Bên cạnh đó, phiên bản tăng Special Nova Flying Tank hay Kuro đều không được sản xuất hàng loạt do Nhật Bản đã kiệt quệ ở giai đoạn cuối thế chiến. Các mẫu thử của những phiên bản này chưa tham gia bất kỳ chiến dịch quân sự nào. Và xe tăng bay vừa rồi cũng đã khép lại cuộc hành trình ngày hôm nay của Kiến thức quân sự. Công bằng mà nói, Nhật Bản vẫn luôn xứng đáng với vị thế của một trong những cường quốc khoa học công nghiệp hàng đầu châu lục và thế giới. Qua đó thể hiện được tinh thần dân tộc, trí tuệ cùng một tinh thần kiên cường của người dân xứ sở mặt trời mọc. Họ đã góp phần không nhỏ vào việc thay đổi nền khoa học công nghệ vũ khí của toàn thế giới.
Vậy với bạn, đâu là vũ khí độc đáo nhất của quân đội phát xít Nhật? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ là đáp án cho câu hỏi ở đầu video. Đã có tới 250 quả khinh khí cầu Fugo đến được lãnh thổ xứ sở cầu hoa. Tuy nhiên các thiệt hại mà chúng gây ra cho tới nay vẫn còn là một ẩn số.